Cô nói tiếng hay lắm nha, thử cho anh em. Mà nó bị liệt cái nút ra nhà này, phải giữ cái tay này. Nó không có hít lại. Yêu anh, nỗi đau này em đành chôn sâu, lối xưa về bên đời nung nấu. Dù sao tiếng hay nha anh em. Volume này lên xíu này. Nghe máy lo là tiếng hay lắm. Được một cách suôn sẻ thuận lợi. Đó này có tỏ quá. Là về phía cái cơ quan mà tiếp nhận để thực hiện cái dịch vụ này cũng sẽ rõ lắm, đài rõ lắm nha. Nâng cao năng lực hoạt động tham vấn tâm lý trong nhà trường. Ta làm mấy cái kênh mà nó giữ học đài sinh nha. Ngày càng có nhớ được phức tạp. Đang nghe những nào? Năm gần đây lượng học sinh đến tư vấn tâm lý trước và sau mỗi kỳ thi đều nó cho phép mình chơi 40W và 80W. Ở sau nó có 4 cái rác lo nha. Tiêu cực đến sức khỏe tinh thần là của hai cặp á. Đó ví dụ như vậy. Đó ok cho. Đây ví dụ hai cái này. Đây nhắn hai cái dính lại này. Mà nhắn một cái thôi nha. Cái đó mình nghĩ chứ nó kiểu như nó mắc nó tiếp nó mắc song song anh em kiểu vậy. Chị xin cảm ơn bà Dương Thị Kim Tuyền đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chào tất cả. Rồi. Con nó bị lỗi nha, đây nút ba lan này nó gãy luôn rồi này. Chứ bị nút nguồn. Size của nó này, size 62 nha này, lo quê này. Con này hàng Đức luôn á. Nói chung cũng lạ, thấy con này nó lạ nhưng mà bị lỗi nhiều này. Mất luôn cái nếp ở dưới bụng này thấy không? Con này riêng hết luôn rồi nha. Con này bán như vậy, bán cho anh em nhiêu đây? Anh, 3 triệu nha anh em. Coi đi anh. Con theo. Con này nó không dạng khung á nha, chứ không phải nhỏ đâu nha, size nó lớn lắm. Này. 662.